Xin chào mọi người đang xem kênh Áo Dài Thuần Hương An Đông nha. Đây là những mẫu mới nhất năm 2024 nha. Mẫu mới ra để chuẩn bị vào mùa làm xui. Hàng thiết kế này rất là đẹp luôn. Đấy. Vừa vẽ sa cừ, khảm sa cừ mà vừa đính đá pha lê luôn. Nhìn cực kỳ sang và đẹp. Những mẫu này là cả chợ An Đông không ai có nha. Chỉ bên mình Thuần Hương mà vừa ra thôi. Mà giá cực kỳ mềm, cho mọi người có thể mặc đi làm xui rất là sang trọng. Mọi người có thể đến Áo Dài Thuần Hương An Đông, sạp B2628 và C2931. Số điện thoại là 0944333869 để được tư vấn và mình xem trực tiếp luôn. Đây là những mẫu vải cực kỳ đẹp và hàng độc quyền mới ra. Hàng này là Thuần Hương là ra chưa có ai có. Đấy. Thường thường có bỏ xỉ cho tất cả các cửa hàng và nhà máy nha. Đấy, xin cảm ơn mọi người. Đây là những mẫu áo dài mà Thuần Hương vừa thiết kế ra nha, để dành cho đi tiệc, đi sự kiện Tết nha, cũng mặc cũng đẹp nữa. Đây là những mẫu cúc đại đóa mà vừa vẽ khảm sa cừ và thiết kế đính đá pha lê luôn, cực kỳ đẹp. Đấy. Giá cũng mềm luôn. Những dòng này là giá Thuần Hương là lúc nào đi đâu tiên phong. Những thiết kế mới nhất của chợ An Đông cũng có một tiệm thứ hai nào có những mẫu này nha. Đây là hàng thiết kế đẹp xuất sắc luôn này. Đấy. Vừa mới ra lò luôn. Của mẫu năm 2024 cúc đài đóa. Đấy. Vừa khảm sa cừ và mình đính đá pha lê, nó sáng rực rỡ. Còn trong chợ là người ta thường hay đính đá nhựa thì nó sẽ đen, nó không có được đẹp và sáng giống như hàng bên Thuần Hương. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem nha. Xin chào mọi người đang xem kênh Áo Dài Thuần Hương An Đông nha. Đây là những mẫu mới nhất năm 2024 nha. Mẫu mới ra để chuẩn bị vào mùa làm xui. Hàng thiết kế này rất là đẹp luôn. Đấy. Vừa vẽ sa cừ, khảm sa cừ mà vừa đính đá pha lê luôn, nhìn cực kỳ sang và đẹp. Những mẫu này là cả chợ An Đông không ai có nha. Chỉ bên mình Thuần Hương mà vừa ra thôi. Mà giá cực kỳ mềm, cho mọi người có thể mặc đi làm xui rất là sang trọng. Mọi người có thể đến Áo Dài Thuần Hương An Đông, sạp B2628 và C2931. Số điện thoại là 0944333869 để được tư vấn và mình xem trực tiếp luôn. Đây là những mẫu vải cực kỳ đẹp và hàng độc quyền mới ra. Hàng này là Thuần Hương là ra chưa có ai có. Đấy. Thuần Hương có bỏ xỉ cho tất cả các cửa hàng và nhà máy nha. Đấy, xin cảm ơn mọi người.